không quân Nga chiếm lĩnh bầu trời không phải bởi họ có nhiều máy bay mà bởi chiến thuật tác chiến thực dụng. Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cách người Nga sử dụng lực lượng không quân vốn chưa được hiện đại hóa đủ mạnh và chưa được chuẩn bị cho cuộc chiến tại Ukraine để giành thế áp đảo trên chiến trường ra sao. Vì không quân có vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine, vậy nên ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về lực lượng không quân của Nga để hiểu tại sao người Nga có thể kiểm soát được bầu trời, sự kiểm soát của người Nga thực chất là kiểm soát ra sao và lý do gì khiến NATO cùng với Ukraine không thể lấy lại được bầu trời trong thời gian dài tới. Chiến tranh trên không xảy ra lần đầu tiên vào Thế chiến thứ nhất. Trong cuộc chiến này, do các hạn chế về nền công nghệ hàng không nên các cuộc chiến và oanh tạc bằng máy bay chỉ diễn ra trong khoảng cách 20 km tính từ tiền tuyến. Về cơ bản, cuộc chiến trên không của Thế chiến thứ nhất là cuộc chiến tiêu hao, trong đó các bên cố gắng bắn hạ càng nhiều máy bay đối phương càng tốt. Không quân ở thời kỳ này không tạo ra bất kỳ đột phá nào cho lục quân ở trên mặt đất trong bất cứ trận đánh nào. Trong Thế chiến 2, sự phát triển của công nghệ hàng không đã mang lại hai vai trò tối quan trọng cho không quân và lần đầu tiên không quân đóng vai trò quan trọng trong diễn biến của cuộc chiến. Vai trò thứ nhất là vai trò đột phá phòng tuyến địch và gây ra hỗn loạn tại hậu phương của địch. Ví dụ điển hình nhất cho vai trò này là của không quân Đức trong thời kỳ đầu của cuộc chiến và không quân của Liên Xô trong giai đoạn sau. Thực tế là bất cứ khi nào không quân Đức hay không quân Liên Xô khống chế được bầu trời thì lục quân của Đức hay lục quân của Liên Xô sẽ chiến thắng trên mặt đất. Trong tấn công, lực lượng của không quân đóng vai trò quan trọng khi giúp bộ binh đột phá phòng tuyến và phá hoại, làm tê liệt các hoạt động hậu cần, chuyển quân ở hậu phương. Trong phòng ngự, không quân có thể ngăn chặn các mũi tấn công bằng xe tăng và xe thiết giáp của địch bằng cách phá hoại các cây cầu, các bến vượt sông, đường xá hoặc trực tiếp tấn công thiệt hại các lực lượng bộ binh này. Vai trò thứ hai và quan trọng hơn, đó là không quân có thể triệt phá hoặc gây rối loạn cho nền công nghiệp quốc phòng của đối phương, khiến cho các nỗ lực của chiến tranh bị ảnh hưởng. Điều này thấy rõ qua chiến dịch ném bom chiến lược của Mỹ và Anh lên các thành phố và nhà máy quốc phòng Đức. Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng người Anh và người Mỹ mất gần 160.000 người của lực lượng không quân, bao gồm phi công, hoa tiêu, xạ thủ trên máy bay và hàng nghìn máy bay khi ném bom các cơ sở hạ tầng của Đức. Khi ném bom các cơ sở hạ tầng của Đức, song lượng vũ khí và đạn dược của Đức vẫn tiếp tục tăng lên liên tục cho các năm và đạt đỉnh điểm năm 1944. Tuy nhiên, các thực tế đó không có nghĩa rằng các chiến dịch ném bom chiến lược của đồng minh thất bại, dù người Đức nhờ có sự nỗ lực của các bộ trưởng đã liên tục tăng sản lượng vũ khí và đạn dược bất chấp bị ném bom, nhưng việc hệ thống giao thông, đường sắt, đường bộ bị phá hoại khiến cho các vũ khí đạn dược này không được chuyển ra tiền tuyến một cách đầy đủ và nhanh chóng. Sản lượng xe tăng và xe thiết giáp của quân đội Đức liên tục tăng, nhưng lượng sản xuất xăng dầu cho chúng lại tụt dốc bởi vì các cơ sở lọc dầu bị đánh phá. Điều đó dẫn tới các sư đoàn tăng thiết giáp thường xuyên hết nhiên liệu và đạn dược khi chiến dịch đang diễn ra nửa chừng, mà ví dụ điển hình nhất là cuộc phản công lớn của quân đội Đức ở phía Tây tại khu vực Ardennes. Ngoài ra, cùng với việc đưa vào trang bị máy bay P-51 Mustang, loại máy bay tiêm kích duy nhất có thể hộ tống máy bay ném bom ở sâu trong nội địa Đức rồi bay về, đã khiến cho lực lượng tiêm kích của Đức buộc phải đối đầu với tiêm kích của Mỹ và dẫn đến bị tiêu diệt. Trong giai đoạn 1944-45, không quân Liên Xô đã làm chủ bầu trời ở mặt trận phía Đông là bởi vì những đơn vị tiêm kích giỏi nhất của Đức đã bị điều về phía Tây để chống lại các cuộc ném bom chiến lược của Anh và Mỹ và bị tiêu hao tới không còn sức chiến đấu ở phía Tây. Vai trò thứ ba của không quân là quyết định sự thắng tua của các trận hải chiến. Nói một cách ngắn gọn là trong Thế chiến 2, hầu hết các trận hải chiến quan trọng nhất đều được quyết định bởi không quân. Khống chế trên bầu trời quyết định sự an toàn của các tuyến vận chuyển khỏi sự tấn công của không quân và tàu ngầm của đối phương. Trong Thế chiến 2, không quân của Mỹ và Liên Xô đều đạt được tất cả các mục tiêu của mình, nhưng cái giá phải trả là hàng trăm nghìn người và hàng chục nghìn máy bay bị thiệt hại. Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, không quân Mỹ đã phải huy động gần 1/2 lực lượng của mình chỉ để chiến đấu tại Việt Nam. Họ mất hàng nghìn máy bay với hàng trăm phi công bị bắt giữ, nhưng không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Họ không thể phá hủy được năng lực công nghiệp quốc phòng của Hà Nội bởi vì các nhà máy sản xuất vũ khí lại nằm ở Liên Xô và Trung Quốc. Họ không thể ngăn chặn hoàn toàn việc vận chuyển vũ khí và người của miền Bắc và miền Nam. Và chiến thắng duy nhất mà phía Mỹ có thể tuyên bố. Họ nói rằng cuộc ném bom vào mùa đông năm 1972 đã buộc Hà Nội ký vào bản Hiệp định Paris năm 1973. Mà thực tế, vì cuộc ném bom này đã không khiến Hà Nội khuất phục cho nên Mỹ đã buộc phải ký vào bản Hiệp định này. Một bản Hiệp định, nội dung chẳng khác gì với nội dung mà chúng ta đã đồng ý trước khi ném bom. Và Hiệp định này cũng là sự mở đầu cho việc sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Ở các cuộc chiến vùng vịnh Nam Tư và Afghanistan thì không quân của Mỹ không có đối thủ bởi vì Iraq quyết định di chuyển các máy bay của họ sang Iran. Nam Tư thì cất giấu không quân của họ và Taliban thì không có không quân. Tuy nhiên, không quân Mỹ đạt được tất cả các mục tiêu đề ra với thiệt hại rất ít trong các cuộc chiến này.
nhưng các cuộc không kích của họ phá hủy gần như toàn bộ các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng nhất của đối phương, bao gồm thông tin, năng lượng, giao thông, cơ sở hạ tầng, khiến cho việc tái thiết của các quốc gia này trở nên lớn khủng khiếp và gây đau khổ cho toàn bộ người dân của nước này. Nếu chúng ta đem so sánh các cuộc chiến mới nói trên với cuộc chiến ở Ukraine, thì có thể thấy rằng không quân Nga trong cuộc chiến lần này đã đạt được nhiều mục tiêu nhất với thiệt hại thấp nhất. Trước hết, đó là sự hủy diệt nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Sau khi mất Crimea vào năm 2014, Ukraine đã cố gắng xây dựng lại nền công nghiệp quốc phòng một thời hùng mạnh của mình. Họ đã tự phát triển ra các loại vũ khí có xu hướng thoát ly khỏi nguồn gốc Liên Xô và mang hơi hướng của NATO như xe tăng, xe bọc thép. Họ thậm chí còn cố gắng tìm cách xuất khẩu các loại vũ khí này. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi cuộc chiến bắt đầu, tất cả các khí tài mới này đều biến mất khỏi chiến trường, và kể từ thời gian chuẩn bị cho cuộc phản công ở phía nam Kharkov vào tháng 9 năm ngoái, thì không ai còn lạ gì việc quân đội Ukraine có thể tổ chức phản công được hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ từ phương Tây. Trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến, báo chí phương Tây đã vẽ lên vũ khí chiến thắng của Ukraine chính là UAV của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sau khi các UAV này liên tục bị bắn rơi, thì phương Tây lại đưa các loại vũ khí chống tăng và tên lửa của NATO trở thành vũ khí chiến thắng. Và rồi sau khi những hình ảnh quân đội Nga bắt được số lượng rất nhiều các loại tên lửa vác vai này, thì báo chí phương Tây lại chuyển hướng sang vũ khí chiến thắng là các trọng pháo 155 ly và pháo tự hành của Mỹ và các nước NATO viện trợ cho Ukraine. Thế rồi sau đó lại xuất hiện những hình ảnh trọng pháo này liên tiếp bị các UAV của Nga phá hủy, thì lại xuất hiện HIMARS. Phương tiện truyền thông phương Tây liên tục đưa tin về sự chính xác và áp đảo của HIMARS trên chiến trường. Thế nhưng khi HIMARS bắt đầu bị quân đội Nga áp chế và chỉ còn là một loại pháo tự hành thi thoảng bắn phá được một vài mục tiêu của Nga và chủ yếu là dùng để bắn phá chiến hào, thì báo chí phương Tây lại nói đến xe tăng Leopard 2, Abrams của Đức và Mỹ như một vũ khí mà Ukraine có thể trụ vững. Rồi trong đầu năm ngoái thì Tổng thư ký NATO nói rằng việc Ukraine có thể đứng vững hay không phụ thuộc vào lượng đạn dược mà phương Tây có thể cung cấp. Rồi tới thời điểm ngày nay thì gần như không có loại vũ khí nào được gọi là thay đổi cục diện chiến trường nữa, mà bây giờ người ta chỉ nhắc tới việc làm sao để Ukraine trụ vững trước Nga trong giai đoạn phòng thủ hiện tại. Cái mà chúng ta thấy ở đây là phương Tây và Ukraine đã đi từ vũ khí chiến thắng tới thứ để Ukraine có thể trụ vững. Và tất cả những vũ khí đó đều là do phương Tây sản xuất. Lực lượng không quân và tên lửa của Nga đã đạt được mục tiêu của họ. Ukraine giờ đây không còn khả năng tự sản xuất tất cả vũ khí lẫn đạn dược ở quy mô công nghiệp nữa. Nói một cách khác, nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine gần như đã biến mất. Chúng ta nhắc về mặt thiệt hại và lực lượng huy động. Chúng ta thấy rằng người Nga đã huy động một số lượng máy bay thấp hơn rất nhiều so với tất cả các cuộc chiến trước đó. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, mỗi cuộc ném bom vào các mục tiêu chiến lược sâu trong đất đối phương, người Anh và người Mỹ đã huy động tới từ 500 đến 1.000 máy bay xuất kích cùng một lúc, và thiệt hại của không quân Anh và Mỹ lúc đó tổng cộng có tới 160.000 máy bay, 80.000 cho mỗi quốc gia. Trong chiến tranh Việt Nam, mỗi lần tấn công chỉ riêng vào cầu Hàm Rồng, người Mỹ đã huy động từ hàng chục tới hàng trăm máy bay các loại. Trong chiến tranh vùng Vịnh và Nam Tư, số lượng máy bay được huy động lên tới 2.000 chiếc và mỗi lần tham chiến thì con số từ hàng chục tới hàng trăm chiếc. Trong cuộc chiến Ukraine, chưa bao giờ có trên 30 máy bay ném bom của Nga xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời. Tuy nhiên, đến nay có thể nói rằng không có bất kỳ địa điểm nào trên đất Ukraine là an toàn khỏi cuộc tấn công đường không của Nga, và cách tốt nhất để một địa điểm không bị tấn công đó là không có các kho tàng và cơ sở quân sự nào ở đó. Về mặt chiến lược, cách thức người Nga tiến hành cuộc chiến trên không hiệu quả tới mức Ukraine và phương Tây cho tới thời điểm hiện nay phải dựa vào một chiến lược rất kỳ lạ, lần đầu tiên có trong lịch sử không chiến 100 năm. Tuy nhiên, trước khi nói về chiến lược này thì chúng ta nên xem xét lại chiến lược để chiến thắng của các bên trong các trận chiến trước kia. Trong Thế chiến 1, chiến lược của các bên đơn giản là không quân của ta sẽ gây thiệt hại cho không quân của địch tới mức họ không có khả năng đào tạo được phi công và sản xuất được máy bay nữa. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, chiến lược của đồng minh là chúng ta sẽ ném bom tới tất cả các nền sản xuất quốc phòng và hậu cần của họ để họ không còn hoạt động hiệu quả nữa. Chúng ta buộc không quân Đức phải nghênh chiến với tiêm kích của ta và tiêu hao họ cho tới khi họ không còn phi công giỏi để chiến đấu nữa. Chiến lược của Đức là chúng ta sẽ bắn rơi máy bay của họ tới mức mà thiệt hại về người và máy bay của họ trở nên không chịu đựng được nữa và dừng ném bom. Trong chiến tranh Việt Nam thì chiến lược ném bom của Mỹ là chúng ta sẽ ném bom khiến cho họ không thể tiếp viện cho miền Nam được nữa, và người Mỹ tin rằng nếu tiếp tục ném bom thì miền Bắc sẽ quay trở về thời kỳ đầu đá và lúc đó Hà Nội sẽ chấp nhận thua. Đến ngày nay thì chúng ta biết rằng Mỹ không thể đưa Hà Nội về thời kỳ đầu đá mà lại đưa chúng ta về thời kỳ đồ nhôm. Chiến lược của Việt Nam thì đơn giản là chúng ta giữ vững tiếp vận cho miền Nam và bắn rơi máy bay của họ khiến cho cái giá họ phải trả cao tới mức họ không thể chấp nhận được nữa. Việt Nam sẽ tiếp tục chống trả cho tới khi nào cả thế giới thấy rõ là các cuộc ném bom của Mỹ chủ yếu là nhằm khủng bố tinh thần nhân dân chứ không phải là nhắm vào các mục tiêu quân sự, và chúng ta tạo ra sức ép chính trị để khiến họ phải dừng lại. Tuy nhiên, có vẻ người Nga đã nghiên cứu kỹ tất cả các cuộc chiến nêu trên, kể cả của bên phòng thủ lẫn bên tấn công, và họ đã đưa ra một giải pháp tính tới tất cả trong chiến lược trên. Như đã nói ở trên, bằng việc sử dụng tên lửa để tấn công các mục tiêu sâu trong hậu phương của kẻ thù, người Nga đã giảm thiểu thiệt hại của lực lượng không quân chính quy. Việc cung cấp cho Wagner các máy bay chiến đấu Su-24 và Su-25 trên chiến trường
khiến cho không quân Nga vẫn có khả năng áp chế từ trên không, nhưng thiệt hại sẽ không ảnh hưởng nhiều tới lực lượng chính quy của họ, bởi vì các phi công của Wagner là các phi công chiến đấu đã về hưu, chuyển ngành và tình nguyện chiến đấu theo hợp đồng. Việc sử dụng hàng loạt bom lượn với sức công phá lớn hiện nay sẽ giúp cho Nga tăng cường độ phá hoại của các cuộc tập kích đường không đối với các khu vực tiền tuyến của Ukraine mà vẫn bảo toàn được lực lượng không quân chính quy. Vào những tháng đầu tiên của cuộc chiến, phương Tây nghĩ rằng người Nga đang lặp lại chiến thuật sốc và sợ hãi mà họ đã dùng ở Iraq và Nam Tư. Chiến thuật sốc và sợ hãi bao gồm hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, sốc, phương Tây dùng tên lửa hành trình và máy bay tàng hình tấn công phủ đầu tất cả các trung tâm thông tin và đầu não lãnh đạo của đối phương, các cơ sở quân sự kinh tế quan trọng nhất và cả hệ thống phòng không để gây tê liệt toàn bộ cho hệ thống phòng thủ. Sau khi đã tiêu diệt các mục tiêu quan trọng nhất đó, thì không quân sẽ đưa các máy bay ném bom vào để thực hiện giai đoạn 2, đó là sợ hãi. Đó là việc các máy bay sẽ ném bom vào tất cả các mục tiêu có khả năng phục vụ cho phòng thủ trên bộ, bao gồm cả quân sự lẫn dân sự, và gây hoảng sợ, tê liệt về tâm lý cho người dân và quân đội của đối phương. Khởi đầu cuộc chiến tại Ukraine cũng có vẻ là giống như vậy. Người Nga đã tấn công hàng loạt mục tiêu bằng các tên lửa có độ chính xác cao. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần thì báo chí phương Tây bắt đầu cười nhạo Nga và cho rằng người Nga đang cố bắt chước phương Tây nhưng không có đủ lực. Họ thấy rằng tuy toàn bộ các thành phố lớn của Ukraine đều bị tấn công, nhưng toàn bộ đời sống của người dân không hề bị ảnh hưởng. Không như ở Iraq, Nam Tư, nơi chỉ sau 1 tuần là toàn bộ đời sống của người dân bị đảo lộn bởi vì không có nước sạch, không có điện, giao thông bị ngưng trệ, truyền hình và phát thanh bị cắt. Thì ở Ukraine, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ các cơ sở quân sự bị tấn công hoặc một số cơ sở dân sự bị phá hủy do Nga xác định nhầm mục tiêu hay do tên lửa phòng không của Ukraine phá hủy do lỗi, thì người dân vẫn có thể livestream hình ảnh của các cuộc tấn công tên lửa Nga, xem TV và vào Internet. Khi giai đoạn sốc qua đi, nhưng lại không thấy Nga thực hiện tiếp giai đoạn sợ hãi, khi mà máy bay Nga không thấy xuất hiện trên bầu trời các thành phố và ném bom giống như ở Nam Tư hay Iraq. Thế là truyền thông phương Tây cho rằng người Nga đã thất bại trong cuộc chiến trên bầu trời Ukraine. Đây là thời điểm mà truyền thông phương Tây say mê các câu chuyện như bóng ma Kiev hay chip của máy giặt, máy rửa bát trên tên lửa của Nga. Khi không quân của Nga vẫn vắng bóng và các đợt tên lửa tấn công đầu tiên đều đạn giáng xuống, họ, phương Tây, với niềm tin rằng sẽ không có một chiến thuật sốc và sợ hãi nào có thể thành công nếu như giai đoạn sợ hãi không có sự tham gia của không quân và ném bom. Chính vì vậy, họ đưa ra hai huyền thoại. Huyền thoại thứ nhất là các cuộc tấn công tên lửa của Nga không phải là bước tấn công có hệ thống mà chỉ là các hành vi trả đũa cho thiệt hại đau đớn trên chiến trường. Cùng với các tin giả rằng Putin bị ung thư sắp ra đi, thì hành vi trả đũa này cũng được gán cho các cơn nóng giận của Putin để nói rằng ông ta sắp phát điên vì thất thủ trên toàn chiến trường. Huyền thoại thứ hai, họ bắt đầu nói tới việc người Nga không sản xuất được chip, nên sớm thôi, số lượng tên lửa đã sản xuất của Nga sẽ sớm cạn kiệt và họ sẽ không thể sản xuất được tên lửa mới bởi vì không có chip điều khiển. Vấn đề này được Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ nêu lên hồi tháng 5 năm 2022 và nguồn tin của bà là tin tình báo từ Ukraine. Với hai huyền thoại trên thì bắt đầu hình thành một thói quen mới của báo chí phương Tây, đó là trích dẫn các báo cáo của tình báo Litva hoặc tình báo Anh về số lượng tên lửa đã bắn và số lượng còn lại trong kho của Nga. Thời kỳ đầu, những con số tên lửa còn lại này của Nga khiến cho nhiều người tin rằng cuộc chiến trên bầu trời của Ukraine sẽ chấm dứt sau vài tuần hoặc cùng lắm là vài tháng. Tuy nhiên, sau 1 năm và tới nay là 2 năm thì không còn nhiều người quan tâm đến câu chuyện này nữa, ngoài duy nhất một người vẫn thích thú với câu chuyện về việc Nga hết tên lửa, đó là cựu Tổng thống Medvedev. Ông Medvedev có nghĩa là người thích thú nhất trong việc nhắc đi nhắc lại trên trang Telegram của mình sau mỗi đợt tấn công tên lửa của Nga rằng Nga vẫn còn rất nhiều tên lửa và Nga sẽ tiếp tục cho họ thấy điều đó. Vào đầu năm nay, phương Tây đã phát hiện trên các loại tên lửa mà Nga tấn công vào Ukraine có các con chip của Mỹ được sản xuất từ vài tháng trước đó. Điều đó có nghĩa rằng việc cấm vận các con chip có thể dùng trong quân sự không ngăn cản được Nga có thể có được chúng, kể cả khi chiến tranh đã nổ ra. Điều này cũng sẽ dẫn chúng ta tới một câu hỏi là trong suốt 8 năm qua, kể từ khi người Nga chiếm Crimea, họ đã mua dự trữ bao nhiêu con chip và cả trước đó nữa. Khác với những gì người ta hay tưởng tượng rằng trong quân sự thì các con chip càng mạnh càng tốt, càng phức tạp càng hiện đại càng tốt. Giống như con chip tiến trình 2 nanomet của iPhone thì chắc hẳn trong việc phát triển vũ khí, con chip trong quân đội phải hiện đại hơn như vậy. Tuy nhiên, có một thực tế là đã rất lâu rồi nhu cầu tính toán dân sự đã vượt qua nhu cầu tính toán của quân sự rất xa. Ít người biết rằng việc đổ bộ của một chiếc xe tự hành của Mỹ lên sao Hỏa vào năm 2022 với toàn bộ quá trình tính toán về quỹ đạo khi vào khí quyển tới địa điểm đổ bộ được tính toán chính xác tới đơn vị từng mét và hàng loạt các thí nghiệm về vật lý, thiên văn, khí tượng, địa chất đã được tiến hành sau đó lại được điều hành bởi một con chip Pentium 1 được sản xuất từ năm 1992. Cũng ít người biết rằng các hệ thống máy tính điều khiển của toàn bộ lực lượng hạt nhân Mỹ từ tên lửa lên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, máy bay ném bom chiến lược và tên lửa trang bị trên các tàu ngầm tới tận năm 2018 vẫn được sử dụng các đĩa mềm 52 KB, những loại đĩa mềm mà có thể các bạn trẻ ngày nay không biết đến sự tồn tại của nó.
Điều này không có nghĩa là nước Mỹ không có tiền để hiện đại hóa, mà đơn giản là các nhu cầu tính toán về đạn đạo và điều khiển hệ thống tên lửa hoàn toàn được đáp ứng bởi các máy tính trên, và quan trọng hơn nữa là các hệ thống đó hoạt động vẫn ổn định, mà sự ổn định là một trong các yêu cầu quan trọng nhất cho mọi loại vũ khí. Vào tháng 9 năm ngoái, tờ Politico đã đưa ra một danh sách các con chip và kết nối mà quân đội Nga săn lùng trên thị trường để lắp lên các thiết bị tên lửa của mình. Và điều đáng ngạc nhiên, những con chip mà tờ Politico nói rằng Nga phải mua với giá hơn 1.000 đô la Mỹ thì trước khi cuộc chiến nổ ra, giá của nó chỉ có khoảng dưới 20 đô la. Và bản thân các con chip này, nếu chúng ta tìm kiếm sẽ thấy rằng nó vẫn được bán đầy trên các trang thương mại trực tuyến. Và để hiểu xem liệu người Nga có thể mua được các con chip bán dẫn đầy trên mạng như vậy không, thì chúng ta hãy xem lại vụ scandal nổi tiếng đối với hãng Toshiba năm 1987. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ mô tả ngắn lại scandal này của Toshiba. Trong quá trình phát triển các loại tàu ngầm, Liên Xô phải giải một bài toán, đó là các chân vịt của họ không được phép tạo ra bọt khi quay nhanh. Để làm được điều này thì bề mặt kim loại của chân vịt phải được mài theo một cách nhất định. Liên Xô có bản thiết kế và có công thức để mài được các chân vịt đó. Họ không có máy móc cơ khí để có thể thực hiện được việc gia công kim loại giống như phương trình tính toán. Mà Liên Xô không sản xuất được thì họ mua. Và họ đã mua toàn bộ các thiết bị cần thiết cùng với phần mềm đi kèm từ nhà máy Toshiba. Có nghĩa chỉ cần Liên Xô cần thì công nghệ lõi do phe Mỹ nắm giữ, Liên Xô vẫn có khả năng mua được, thậm chí còn mua được công nghệ lõi từ phe Mỹ trong thời kỳ đỉnh cao của chiến tranh lạnh. Vậy thì chúng ta có thể dự đoán rằng số lượng con chip có giá rẻ dưới 20 đô mà bất cứ ai cũng có thể mua được trên các trang thương mại điện tử, thì tôi tin rằng Nga đã tích trữ được số lượng khổng lồ các loại con chip này. Và khả năng tự sản xuất chip của người Nga cũng là một câu hỏi lớn. Các đánh giá phương Tây đều thống nhất rằng người Nga không có khả năng tự sản xuất các con chip. Mình sẽ không muốn đi sâu vào chủ đề này giống như cách tác giả mô tả. Và để ngắn gọn lại thì như đã nói ở phần trên video, các con chip được sử dụng trong nền công nghiệp quốc phòng có nhu cầu không cao. Vậy nên để nói chính xác rằng Nga không có khả năng sản xuất các loại con chip với tiến trình mới nhất hiện nay. Tuy nhiên, với các con chip khoảng 20 năm về trước thì thông qua rất nhiều nguồn thông tin chúng ta có thể khẳng định rằng Nga có khả năng sản xuất ra các con chip như vậy, thậm chí các con chip hiện đại với tiến trình mới hơn. Vậy thì câu chuyện liên quan đến chip có liên quan gì đến hoạt động của không quân Nga tại Ukraine? Sự liên quan là ở đây. Theo tôi, ông Medvedev đã nói lên sự thật rằng tên lửa của Nga sẽ không cạn. Điều này có nghĩa rằng người Nga sẽ tiếp tục cách thức đánh phá Ukraine từ trên không theo cách hiện nay. Đối với các mục tiêu sâu trong nội địa, họ sẽ sử dụng tên lửa. Và mới nhất, họ đã sử dụng các loại UAV tàng hình tiên tiến nhất để đánh phá vào các mục tiêu ít quan trọng. Đối với các mục tiêu gần tiền tuyến, họ sẽ sử dụng các loại bom lượn và không quân Nga sẽ tiếp tục giữ gìn được lực lượng của mình thông qua cách thức chiến tranh đó. Câu hỏi tiếp theo là, nếu cách thức chiến tranh đường không như vậy thì liệu Nga có đạt được những gì mà quân đội Mỹ đã đạt được với Iraq và Nam Tư? Câu trả lời là không và có. Nếu mục tiêu của không quân Nga là làm tê liệt toàn bộ hệ thống chỉ huy quân sự, các kho tàng, nền tảng công nghiệp quốc phòng cùng với làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế và đời sống dân thường như trong cuộc không kích của không quân Mỹ thì câu trả lời là không. Lý do là có vẻ chiến lược tấn công của Nga không nhằm vào tất cả những thứ đó, hoặc ít nhất cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn thấy rằng người Nga không chủ đích nhắm vào những thứ đó. Mặc dù đã nói tên lửa của Nga có thể đánh trúng bất cứ tòa nhà nào trên đất Ukraine mà họ muốn, nhưng ngay vào thời kỳ mở màn chiến dịch và cho tới tận lúc này, tất cả các tòa nhà của các cơ quan đầu não của cả quân đội và chính quyền Ukraine đều cơ bản không bị tấn công, tất nhiên là ngoại trừ trụ sở của cơ quan tình báo. Bởi vì về mặt ý chí của đối phương, lãnh đạo Ukraine từ Tổng thống Zelensky tới các quan chức trong giai đoạn đầu của cuộc chiến đều nói rằng họ sẽ không đàm phán hòa bình chừng nào quân Nga còn ở trên đất Ukraine. Vậy nên, việc tấn công vào các trụ sở công khai vừa không có giá trị làm giảm sức chiến đấu của quân đội Ukraine, lại vừa không có giá trị về việc thúc đẩy một giải pháp hòa bình. Thế nên tôi cho rằng đó là lý do mà phía Nga không nhắm vào các trụ sở công khai của chính quyền dân sự và quân sự Ukraine. Còn với thực lực của không quân Nga và phương thức ném bom hiện tại, không quân Nga sẽ không thể tạo ra được sự tê liệt về kinh tế và đời sống cho người dân Ukraine. Về tương quan giữa lực lượng và chất lượng của không quân Nga và không quân Ukraine thì không có sự chênh lệch rất lớn như tương quan giữa khối NATO và Iraq và Nam Tư trong hai cuộc chiến trước kia. Lãnh đạo Ukraine khác với lãnh đạo Nam Tư và Iraq, nhưng nước đó vốn bị cô lập khi chiến tranh xảy ra. Còn Ukraine thì có sự hậu thuẫn hùng mạnh của NATO, nên họ sẵn sàng chiến đấu tới những chiếc máy bay cuối cùng, tới những tổ hợp tên lửa cuối cùng, bởi vì họ tin rằng các nước mà họ coi là đồng minh sẽ hỗ trợ và thay thế các vũ khí đó cho họ. Điều này sẽ dẫn tới thiệt hại nặng nề cho Ukraine, nhưng Ukraine tự tin rằng họ sẽ được bổ sung nguồn lực đó. Vấn đề nằm ở chỗ, Nga không thể chấp nhận được các thiệt hại kiểu đó do phía Ukraine gây ra cho lực lượng không quân của mình, dù họ có tỷ lệ thiệt hại ít hơn Ukraine nhiều lần. Lý do rất đơn giản, rõ ràng Ukraine có thể chấp nhận mất toàn bộ không quân và phòng không, nhưng Putin thì không thể hao hụt lực lượng không quân của mình, trong khi lực lượng của NATO còn nguyên. Nền công nghiệp của Nga có thể sản xuất ra các máy bay thay thế, nhưng họ sẽ không thể thay thế kịp các phi công có kinh nghiệm trong chiến đấu với Ukraine.
Người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã rất thấm điều này. Mặc dù việc ném bom miền Bắc được leo thang từ từ, nhưng với việc mỗi phi công sẽ được quyền rời khỏi chiến trường sau mỗi phi vụ nhất định ở miền Bắc, thì người Mỹ phát hiện ra rằng số phi công tham chiến tại Việt Nam của họ ngày càng tăng và chiếm một tỷ lệ rất lớn trong số các phi công của họ. Và điều nghiêm trọng hơn nữa là khi các phi công Mỹ tác chiến trên bầu trời miền Bắc, họ phải đối mặt không chỉ với các phi công trẻ ít kinh nghiệm của Không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà với cả hệ thống chỉ huy hỗ trợ dưới mặt đất và một hệ thống phòng không dày đặc. Điều này khiến cho các phi công có kinh nghiệm từ Thế chiến 2 hay chiến tranh Triều Tiên cũng có nguy cơ bị bắn rơi không khác gì phi công trẻ. Và họ phát hiện ra rằng nếu họ tiếp tục như vậy, khối quân sự Warsaw do Liên Xô đứng đầu sẽ không mất gì cả, nhưng đối thủ trên không của họ là Mỹ sẽ bị hao mòn về phi công qua mỗi ngày không chiến tại bầu trời miền Bắc. Người Nga sẽ gặp chính những điều đó nếu như người Ukraine sử dụng các chiến thuật không quân du kích như cách của miền Bắc Việt Nam đã áp dụng và NATO tiếp tục cung cấp hỗ trợ như Liên Xô và Trung Quốc đã làm với Việt Nam trước kia. Đó là câu trả lời không dành cho câu hỏi nếu mục tiêu của Nga là muốn đánh gục toàn bộ Ukraine như cách mà người Mỹ đã từng làm. Nhưng câu trả lời sẽ là có nếu như người Nga đặt một mục tiêu khác cho cuộc không kích của mình. Nếu mục tiêu của Nga cho không kích là phá hủy nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc kháng cự, thì có vẻ họ đang thực hiện dần các mục tiêu đó. Sau khi các cơ sở công nghiệp quốc phòng bị phá hủy, người Nga đã bắt đầu chuyển mục tiêu của các cuộc đánh phá sang hệ thống năng lượng của Ukraine. Về tần số, các cuộc đánh phá này được tiến hành theo từng đợt cách nhau 15 đến 20 ngày và về sau thì khoảng cách kéo dài ra. Sau mỗi đợt tấn công, phía Ukraine đều công bố các khu vực bị ảnh hưởng vì mất điện, sau đó là công bố các khu vực điện được phục hồi như trước khi bị tấn công. Phía Ukraine coi việc này là bằng chứng cho quyết tâm kháng cự của họ. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ các mục tiêu, các khu vực bị ảnh hưởng và thời gian bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công đó, thì tôi lờ mờ nhận ra một điều. Các mục tiêu của các cuộc tấn công hầu như không lặp lại. Có vẻ người Nga trong năm ngoái đã nghiên cứu, thử nghiệm và vẽ sơ đồ các yếu điểm trong hệ thống năng lượng của Ukraine. Chúng ta biết rằng vào tháng 6 và tháng 10, người Nga đã phóng một loạt vệ tinh quân sự để theo dõi Ukraine. Sau đó, các cuộc tấn công được gia tăng về cường độ. Có vẻ như sau mỗi lần tấn công, người Nga sẽ quan sát xem các khu vực nào bị ảnh hưởng, các nhà máy, các ngành công nghiệp nào bị đình trệ, các lực lượng cứu trợ và khôi phục nhà máy từ đâu tới, tập hợp nguyên liệu ra sao. Chúng ta biết rằng có những thời điểm có khoảng 75% hệ thống đường sắt, tuyến đường vận chuyển huyết mạch chủ yếu cho các trang thiết bị ra trận của Ukraine buộc phải chuyển sang sử dụng đầu tàu chạy bằng diesel do mất điện bởi các cuộc oanh tạc của Nga. Tuy nhiên, sau khi người Ukraine khôi phục lại hệ thống này thì các cuộc tấn công lại chuyển hướng sang một mục tiêu khác. Ở phần cuối này mình sẽ lược bỏ phần phân tích của tác giả bởi vì bài phân tích của tác giả đã từ gần một năm trước. Cho tới nay thì các diễn biến mới đã sáng tỏ hơn nhiều. Chúng ta có thể thấy rằng mục tiêu của không quân Nga không phải là sử dụng chiến thuật sốc và sợ hãi giống như cách Mỹ đã làm. Mục tiêu của Nga trong giai đoạn đầu tiên chính là đánh phủ đầu phá hủy hầu hết nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine, sau đó đánh thăm dò để phát hiện toàn bộ khả năng kháng cự hay phục hồi của Ukraine, kết hợp với số liệu để vẽ bản đồ Ukraine. Và tới tận ngày nay chúng ta biết rằng người Ukraine đã có những cách che giấu những địa điểm quân sự ở hậu phương của mình, thì người Nga cũng đã có toàn bộ bản đồ Ukraine, nên chỉ cần mục tiêu xuất hiện thì người Nga sẽ tấn công. Theo mình, mục tiêu rõ ràng của người Nga trong các cuộc tấn công hậu phương hoàn toàn không có ý đánh gục xã hội Ukraine, mà là đánh gục sự kháng cự của nền quân sự Ukraine bằng cách phá hủy nhiều nhất các vị trí phục vụ cho mục tiêu quân sự. Và như vậy, trong video này chúng ta đã hiểu một cách khá toàn diện về cách mà không quân Nga áp đảo trên chiến trường. Họ đã thành công trong 3 mục tiêu quan trọng nhất của lực lượng không quân, đó là tấn công các mục tiêu hậu phương của Ukraine. Hiện nay, với việc không quân kết hợp với tên lửa của Nga có khả năng tấn công vào mọi vị trí trong lãnh thổ Ukraine ngay từ bên ngoài vùng kiểm soát của phòng không Ukraine, thì dù có đủ số lượng hệ thống phòng không do NATO cung cấp đi nữa, Ukraine cũng khó có thể chống cự lại với kiểu tấn công này của Nga. Mục tiêu thứ hai là tấn công yểm trợ Boeing. Điều này được người Nga thực hiện bằng các phi công đã nghỉ hưu và bằng các loại máy bay của Liên Xô, cũng như việc sử dụng các hệ thống máy bay bay thấp như K-52 tấn công từ khoảng cách rất xa nằm ngoài lưới phòng không của Ukraine. Điều này, tới nay dù có các loại vũ khí phòng không tối tân hơn nữa, cũng chỉ giúp Ukraine có thể hạ được một số lượng không đáng kể các máy bay cũ của Nga, vốn có số lượng rất nhiều. Thứ ba, không quân Nga đã phá hủy hầu hết nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine, và để tái thiết được nền công nghiệp quốc phòng của họ thì đó là câu chuyện về thời gian dài. Vậy nên từ ba ý trên thì Ukraine chỉ với sự hỗ trợ từ phương Tây sẽ không thể lấy lại được bầu trời, trừ khi NATO trực tiếp mang hầu hết các khí tài và binh sĩ có trình độ cao của họ vào chiến trường và trực tiếp tham chiến với Nga, thì lúc đó câu chuyện mới có những diễn biến mới. Và trong cả 3 phần video gần nhất, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về hai lực lượng hải quân và không quân của Nga tham chiến để biết được những thất bại thảm hại của hải quân lẫn thành công không tưởng của không quân. Tuy nhiên, câu chuyện về mâu thuẫn của quân đội Nga và chính phủ Nga ở hai mảng nói trên vẫn chỉ ở mức độ chiến lược nhiều năm, dẫn tới mâu thuẫn về cách vận hành một cách khá nhẹ nhàng. Còn ở những video sau, chúng ta sẽ nói đến lực lượng quan trọng trực diện nhất là các lực lượng mặt đất. Ở đó chúng ta sẽ nói rõ hơn về những thất bại tủi hổ trong giai đoạn đầu của Nga.
cũng như mâu thuẫn căng thẳng nhất giữa quân đội và Putin và cách mà người Nga đã xử lý câu chuyện trên chiến trường khắc phục sai lầm ra sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo.